Ở vị trí nào thì sẽ có thu nhập khoảng 100 triệu một năm? Vị trí nhân viên. Nếu mỗi năm con bỏ ra 100 triệu thì bao lâu con có 22 tỷ? Bao lâu? Thì như vậy là nó rơi vào 22 năm mà không ăn không uống gì. Vị trí nhân viên là bất khả kháng. Nếu con muốn có một đời sống là có một cái nhà và một cái xe ô tô để đi thì có nghĩa là con làm vị trí nhân viên là vĩnh cửu không bao giờ có, trừ khi con đi ăn cắp. Vậy nếu con làm ở vị trí trưởng phòng đi thì con mất bao nhiêu năm để có 22 tỷ? Nếu con làm vị trí giám đốc thì mất bao nhiêu năm? Vậy thì bạn muốn có bao nhiêu tiền thì tương ứng bạn phải làm ở vị trí nào? Vậy nếu con muốn làm lãnh đạo thì con phải có năng lực hơn người khác để dạy người khác, có kỷ luật hơn để làm gương cho người khác, con phải yêu thương người ta thì người ta mới đến đầu quân cho con. Vậy càng nên làm việc vị trí trên cao, con càng phải nỗ lực học giỏi và càng phải biết yêu thương những người xung quanh và tập làm lãnh đạo ở trong lớp. Còn hiện nay đứa trẻ ở Việt Nam không được đánh thức toàn bộ cái đam mê đó, cho nên đứa trẻ nó chỉ đam mê vào những thứ vui để thỏa mãn nó thôi. Ví dụ đá bóng thấy vui, chơi game thấy vui, rủ mấy thằng bạn đi chém gió đánh nhau thấy vui, và nó không tìm thấy niềm vui trong học tập. Nhưng nếu nó có một khát vọng ở phía trước thì nó nhìn thấy, tìm thấy cái niềm vui trong học tập. Đăng ký ngay hội thảo định hướng trở thành doanh nhân tương lai để biết cách chọn đúng nghề, đúng trường, thực hiện đúng ước mơ và được giải đáp thắc mắc. Chi tiết liên hệ hotline 1800 577722, nhánh 1, 2.